Thần tốc, bất ngờ. Trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, phá tan mưu đồ củng cố lực lượng của địch. Khí thế chiến thắng như trẻ tre, nén đau thương tiến về phía trước. Chiến dịch thần tốc. Ngày 26 tháng 4, bốn hướng vào Sài Gòn đã được bốn sư đoàn chủ lực của địch dàn quân án ngữ. Các khu vực xung quanh cũng được bố trí binh lính kiểm soát gắt gao. Biệt đội vũ trang phòng thủ của địch trước đó đã làm lễ đốt đuốc và thề tử thủ Sài Gòn. Ngay trong ngày 26 tháng 4, địch đã chủ động tấn công bằng máy bay và phi pháo vào lực lượng của ta. Về phía ta, sáng ngày 26 tháng 4, các cánh quân từ nhiều hướng đã áp sát Sài Gòn. Xe tăng, pháo binh đã được tập kết. Thế trận bao vây dần hình thành. Đại tướng Văn Tiến Dũng, tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh khẳng định: vấn đề mấu chốt để giữ bất ngờ và đánh địch sụp đổ nhanh là cách đánh mà địch không thể nghĩ tới. Đúng 17 giờ ngày 26 tháng 4, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu. Pháo binh của ta đồng loạt nổ súng tấn công vào các căn cứ phòng thủ vòng ngoài của địch. Trung tướng Trần Nam Phi, nguyên chính trị viên tiểu đoàn 3, trung đoàn 1, sư đoàn 9. Đây là tiểu đoàn làm nhiệm vụ đánh trước của trung đoàn 1, đột kích từ hướng Tây Nam tiến vào Sài Gòn. Địch lúc này hoang mang, dao động. Ta thì bộ đội ta khí thế mạnh lắm. Có thể tôi cũng xin nói một câu là khí thế bộ đội lúc này, chiến thắng này như trẻ tre. Bộ đội quyết tâm rất cao, quyết tâm để giải phóng thành phố Sài Gòn và giải phóng miền Nam. Từ các hướng, xe tăng và pháo binh của các quân đoàn chủ lực của ta tấn công vào các căn cứ quân sự của địch ở Long Thành, Trảng Bom, Hố Nai, Phú Lợi, Đồng Dù, làm chủ các tuyến đường 16, đường 1, đường 22, cắt đứt các con đường rút chạy về nội đô của địch. Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, khi đó là trưởng ban tác chiến của trung đoàn 88, thuộc cánh quân thứ 5 đánh vào Sài Gòn từ hướng Nam. Lúc đó là cổ vũ của cả nhân dân nữa. Vấn đề như thế cho nên chưa bao giờ tôi thấy mình dân lấy xe đạp, xe Honda là chở bộ đội đi vào Sài Gòn. Thì lúc bây giờ mà đang đánh nhau như thế mà dân họ chở thì chứng tỏ là sức mạnh của dân tộc lúc đó nó đã như thế nào, nó khác như thế nào rồi. Ngay sau khi nổ súng, ta đã buộc địch phải điều thêm lực lượng để tổ chức phản kích. Ngay trong ngày 26 tháng 4, các trung đoàn của ta cùng lực lượng địa phương đã chiếm lĩnh được nhiều vị trí quan trọng ở căn cứ Nước Trong, Long Thành. Đến ngày 28 tháng 4, ta chọc thủng tuyến phòng ngự vòng ngoài, đập tan sự kháng cự của các sư đoàn địch, tiếp cận nội đô Sài Gòn. Anh em chúng tôi bị thương, bại sinh hết một đại đội. Đại đội 6 của tiểu đoàn 2 đi với tôi. Chỉ còn một đồng chí thôi. Trong tình hình đó thì cái thắng lợi của chiến dịch, khí thế của cái trận đánh lúc này, khí thế chiến dịch. Tất nhiên là trước cái tình hình đó, trong lúc này chúng tôi quyết tâm phải hoàn thành mục tiêu trên giao tranh, tức là hy sinh như vậy, thương vong như vậy, để lại lực lượng phía sau giải quyết tiếp tục thành công. Hạ quyết tâm, mở chiến dịch kịp thời cùng với nghệ thuật tạo sức mạnh tổng hợp cả lực lượng và thế trận, ta đã giành thắng lợi ngay từ trận mở đầu. Từ các hướng bao vây, 5 cánh quân nhằm thẳng Sài Gòn xốc tới. Trên biển, một chiến dịch độc nhất vô nhị chưa từng có tiền lệ trong lịch sử cũng đồng thời diễn ra. Những yết kiêu thời đại Hồ Chí Minh đã làm thế nào để thực hiện nhiệm vụ giải phóng quần đảo Trường Sa? Đón xem tập ngày mai, Chiến dịch giữa trùng khơi, giải phóng quần đảo Trường Sa trên kênh VTV1.